Hello, Thanh Tính xin chào anh em nhé. Một xe bò về khá là đông anh em ơi. Đây những con mới về nè, những con còn láo táo nè. Con này con muối tiêu xám nè anh em. Muối tiêu xám ha. Một lọt như thế này nè, em quay cho anh em xem ha. Con này thì con kem vàng nè, thước mốt nè, chỉ cho thước mốt nè. Còn một hàng này là nó là một thước lẻ năm nè. Ba B nè. Xe ba B nè. Trong đây ba B nhiều anh em ơi, chiều nay em chở về thêm một con ba B nữa. Khá là đông bò anh em. Anh em có nhu cầu thì đến trại bò Thanh Tính nha, địa chỉ là ấp 4 Thành Phú Cầu Kè Trà Vinh. Rồi, mình vô vấn đề ha. Ba B bông 22.500 bò độ đít muối không báo giá được, người đang bu đó. Này ba bê đen, chiều cao là con này là thước mốt mà lưng nè, đó lưng đít là hết biết luôn á, nhưng mà chân gơ rồi đầu bự. 22.000.000 nghe anh em. Con này bán rồi về Đồng Tháp, chuẩn bị lên xe. Kem chiều cao là 1m1, ủa 1m08. Chứ mà mấy con này chắc 1m08 anh em ơi. Rồi đúng rồi. Con này chắc cũng 1m08 luôn anh em ơi, em không có đo nữa nhưng mà em nhắm thôi. 1m08 ha. Con này cũng 1m08 luôn. 23.000.000 nghe anh em. Cặp này á là 1m08 luôn. 37.500. Cặp bò B này chỉ 37.500 thôi anh em. Một có F1, có F2. Những anh em nào mà xích tầm tiền rẻ thì alo nha em. Bò độ này thì về Đồng Tháp luôn. 3B. Chút xíu lên xe luôn à. Rồi hai con này cũng về Đồng Tháp luôn. Giá cặp bò này chỉ có 44.000.000 thôi, bán về Đồng Tháp nè. Hai con F2 xương lực rất là lực. Xương rất là lực. Chiều cao nó là thước mốt. Bán lý là con này là 22.500.000 nè. Con nói 22.000.000, nhưng mà tại vì chú bắt cho em số lượng nhiều cho nên em bớt chú 500. Rồi từ đây ra đây là những con này là chiều cao nó khoảng 1m03 cho tới 1m05 ha. Dòng F2 nha, xương tối nha anh em, rất là lực. Dòng F2 không nha anh em, bò mới về cho nên mà còn dính rất là nhiều sình, em không có tắm được cái vội chân thôi, em lên nếp cho anh em. Nói chung là em đặt cái tay vô là gan tải chân anh em ơi. Độ tuổi là từ, nói chung là khoảng từ 6 tháng cắn 6 tháng trơn luôn rồi đó, con này đó. Rất là biên, bò cổ thẳng nha anh em. 22.000.000 nghe anh em. Nè. 22.000.000. Xương nè, xương cối không anh em ơi, 22.000.000. Con này cũng 22.000.000 luôn anh em ơi. Con này con kem, bò này cắt sữa rồi nha anh em. Cái con này nãy nó xuống xe nó hơi chạy chút cái chân nè. Hơi trầy chút thì con bò em sao em nói anh em vậy, chạy chút xíu à, không sao hết trơn, không vấn đề gì, cứ như là nó chấp cái da thôi. 22.000.000 luôn nghe anh em. Chiều cao con bò này chắc cũng khoảng 1m0, cứng 1m06 anh em, 1m06, 1m07 à. Nè cái lưng nè, đó, cổ nè, cái cổ này nó quan trọng lắm nghe anh em, cổ thẳng nha, cạnh đuôi trên mua lưng nha. 22.000.000 luôn nghe anh em. Con bò kem này nó một thước mốt nha anh em. Con này nó về nó mua lửa nãy giờ, cái sừng nữa nè, nó đụng vô trong ấy nè. Mới vô dây anh em. Con này chiều cao cao lắm anh em. Đầu rất là bự nè anh em. Bự ha. Lưng nè, lưng trẻ luôn.
Con này 22 triệu 500 nha anh em. Con này rất là bự. Bự lắm rồi, con này gần 7 tháng rồi, 6 tháng mấy rồi anh em. 6 tháng mấy rồi đó. Tướng đứng thấy ghét quá anh em ơi, mới về. Bởi vì mới về là em đăng lên cho anh em xem liền luôn. Mới về thì nó còn vô dây, nó còn đứng thấy ghét lắm. Mà mấy con bò này đều bò đẹp lực, rồi mới về nó quỳ gối nó ăn luôn nè. Con trắng này là nó cắt sữa rồi nó ăn, em nói anh em là ăn khủng khiếp. 22 triệu. Đầu bò này đầu có sừng mà sừng nhú nha. Mặt rất là đẹp. Đó, đầu bự ghê không? Ăn dữ lắm anh em. Vừa về là bán liền 4 con cho khách. Con này còn luôn. 22 triệu luôn nha anh em. Con ba con này á là nó lai ba bi muối tiêu ha, rất hiếm mấy bò muối tiêu ha, khó kiếm mấy bò muối tiêu lắm nha anh em. Đầu bự nè, 22 triệu luôn. Anh em có nhu cầu thì điện em ha, alo với em. Lưng nè lưng chè hẻ luôn, lưng là lưng chè hẻ luôn anh em. Giá là giá tại chuồng, anh em mua số lượng từ 3-4 con em mới giao cho anh em được, còn 2 con là em chỉ giao trong vòng là bán kính km là từ 50 km đổ lại thôi, đối đế là từ 70 km đổ lại thôi. Còn như từ đây về giao đi Đồng Tháp mà 22 triệu một con như thế này mà kêu em giao từ đây về tới Lấp Giò hoặc là Lai Dung đồ này kia là hai con là chết em, giao không được nha anh em. Này anh em mình nói trước trên cái video cho nó công khai rõ ràng, nói chung là em cũng hứa với anh em là em sẽ bắt một cái lô gọn tiền về cho anh em đó. Thì hôm nay là cái lô này nó gọn tiền nhất luôn rồi nè, là con bò vừa tròn 6 tháng nha. vừa hết lông sữa gì nè, vừa tròn 6 tháng đó. Thì nói chung là còn lại để coi nha. Con này còn 22 triệu, em này còn luôn 22 triệu 500, kem vàng nha. Con này là gần 7 tháng rồi, con này cũng 22 triệu ha. Chiều cao là 1m, nói chung mấy con bò này là chiều cao khoảng 1m03 đến 1m05 nha anh em. Con này cũng là 22 triệu luôn. Hai con này bán rồi. Đó. Con này bán rồi, bò độ này bán rồi nè. Nè, con nè. Một cặp như thế này nè, chiều cao là 1m05 nè. Là 37 triệu 500 nè. Con này còn nè. Con này bán rồi nè. Con này chiều cao là 1m08 nè, 23 triệu nè. Con này còn nha anh em. Này 3B nha anh em. 3B lông sát nha anh em. 3B lông chuột lông sát này nè. Chắc là pin bò ha, đầu bự ha. Con này chiều cao 1m08 luôn anh em ơi. Lưng như tấm dáng nha anh em. Anh em có nhu cầu thì nhắc máy alo đến trại bò Thanh Tín giùm em với số điện thoại 0389047298. Còn buổi tối thì điện em là từ khung giờ là từ 6 giờ cho đến là 10 giờ thì anh em nếu mà có gọi trực tiếp thì gọi giùm em với số là 0901212338. Còn ban ngày thì em ít nghe máy lắm, tại vì ban ngày em đi mua bò nhiều. Chiều nay em về thêm con 3B nữa bán cho anh em với giá là 21 triệu thôi. Chiều nay về, chiều nay lên clip cho. Đó, con này thì giá lửa. Con này thì 22 triệu rưỡi nha anh em. Bò này thước mốt nha anh em. Đó, hết bò rồi. Đó. Thì một xe bò về rất là đông nha. Mong anh chị em nào mà có nuôi bò vô béo thì đến ủng hộ trại bò Thanh Tín giùm em. Em cảm ơn rất là nhiều ha. Giá thì cũng công khai trên video. Công khai trên video cho anh em xem. Mong là những anh chị em mà có nuôi bò, có dự định muốn bán thì đừng có so bò với trại của em mà kêu em vô mà kêu giá quá, thì cái này thì em mua không được, cái này em mới trước. Tại vì sao? Tại vì mỗi một con bò là anh chị em ơi, em về em phải cũng có lời chúc đỉnh nó, rồi em bao xe cộ nữa. Thì cho nên là kêu cái đường cho em về em sống với, để nhiều khi kêu em vô mà kêu giá quá em làm không nổi, cái này là nó thật sự. Chừa cái đường cho em sống với em bán công khai lên trên đây là anh chị em biết con bò như thế nào rồi. Ví dụ như con bò mà em bán cho anh chị em là với cái giá là 22 triệu như thế này, thì em vô nhà vườn em phải mua giá là từ 20 triệu 500, tiền cò là từ 200-300 ngàn, tiền xe chở gì nữa là ra 21 triệu. Mà em bán 22 triệu được, có thể là em lời được 1 triệu đó, nhưng em bao xe ngược về thì em rớt 500, em chỉ còn 500 sống thôi đó. Mà em công em chạy đi nữa, chạy đi coi nữa, thì anh chị em thấy đi, tiền xăng tiền cộ, nói chung là con bò em chỉ còn khoảng chừng là 300 ngàn là dữ lắm. Cái này là tính thiệt tình đó, nhưng mà nhờ là số lượng mình bán được nhiều thôi, chứ còn mà 1-2 con mà kia em bán chỗ này chết luôn. Thiệt, nói chung là
có lời là được, có lời mình có sống là được rồi. Đó. Này con bò này rất là đẹp, bởi vì chú về là chú bắt liền bò này quá lực, cổ rút. Cặp bò này á là ông chủ nhà ông chi bớt cho em á là đúng 200.000 như một giá một, mà nó lực lắm, ở nhà nó lực lắm nha, chứ không phải nó về đâu, tại vì á về rồi hồi sáng giờ á, là bắt từ sáng rồi chưa ăn uống, cho nên là mình nhìn nó hơi tốt. Thì cặp ba con bò này thì mắc rồi ha. Bò này em vừa về là bò này về ngày chiều tối hôm qua, nhưng mà không có lên clip được, tại vì em đi mua bò tới 9 giờ tối mới về được. Chẳng hay ho gì đâu, tại vì chủ nhà không bán cặp bò này, cho nên là ngồi nhậu, cho nên là nhậu với chủ nhà bán. Đó. Rồi, những con còn những con bò lại nè. Con bò lại nè ha. Nó thì 22 triệu là nhiều đó. Vậy đi, cho nó dễ, cho anh em dễ chọn lựa. Thì mong anh em là thương mến Trại Bò Thanh Tĩnh đến ủng hộ giùm em cảm ơn anh em rất là nhiều ha. Bò về khá là đông. Thì còn gì nữa, tiếp tục về nữa, nhưng mà bây giờ là em rút kinh nghiệm rồi, con bò vừa tiền này nè, à, cho anh chị em nào ai cũng lại thích bò vừa tiền này nè, dễ nuôi đó. Ok rồi, xin chào ha, hẹn lại cái video sau ha, mong là cái video này không có gì sai sót, mong anh chị em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Trại Bò Thanh Tĩnh nha, xin chào.